Bắt đầu. Bảng yêu cầu công việc Formosa, tên tôi là Đặng Nguyên, sinh ngày 15 tháng 2 2001, số hộ chiếu P01114323. Yêu cầu lao động không sợ độ cao, phối hợp làm việc ngoài trời, lao động khi nhập cảnh trong vòng 1 đến 3 tháng, làm thẻ vào cổng Formosa. Sau khi có thẻ Formosa mới có thể được phép vào tập đoàn Formosa làm việc. Trong thời gian chưa có thẻ vào làm việc Formosa, phải tuân thủ theo sự sắp xếp công việc của chủ sử dụng và người quản lý, ví dụ như cắt cỏ, trồng cây, khu vực vệ sinh, quét dọn công ty, công trường, vân vân. Cũng có thể công ty chưa có tăng ca hoặc công việc cụ thể thì hoàn toàn phải phối hợp với chủ sử dụng, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn phản ứng và có khả năng học hỏi tốt, chăm chỉ, tính tình cẩn thận, thái độ tốt. Yêu cầu lao động phối hợp với tình hình tăng ca, đổi ca của nhà máy. Sau khi có thẻ vào tập đoàn Formosa, yêu cầu lao động học an toàn lao động theo nhà máy và công xưởng làm việc. Sắp xếp, chú ý trong khi làm việc cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cá nhân. Trong nhà máy có camera chủ theo dõi, nếu ai cởi bỏ mặc hoặc không chuẩn bị đồ bảo hộ, lao động sẽ bị phạt theo quy định của nhà máy. Và trong giờ làm tuyệt đối không được hút thuốc và làm việc riêng, nếu phát hiện sẽ phạt từ 1.000 đến 5.000 nhân dân tệ. Yêu cầu lao động sản phẩm, mô tả công việc thi công bảo dưỡng giàn giáo, thanh cơ khí, ống bảo ôn, phun sơn, phun cát, chống rỉ, hàn điện, vệ sinh khu vực làm việc. Số giờ tăng ca thứ bảy theo lượng công việc. Môi trường làm việc bán công xưởng, mức lương cơ bản 26.400 đài tệ, đi làm hưởng 100 đến 300 đài tệ, thưởng hiệu quả công việc 3.000 đến 6.000 đài tệ, phiến ở 2.500 đài tệ, dự kiến xuất cảnh tháng 3 2023. Hình thức tuyển chọn, vâng, tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung công việc. Khi tôi sang Đài Loan làm việc, tôi đồng ý ký vào bảng công việc này và không có bất kỳ ý kiến thắc mắc và kiện cáo gì. Tôi cam kết sẽ làm hết hợp đồng như đã ký, tuyệt đối sẽ không phá hợp đồng về nước hoặc xin chuyển chủ vì bất kỳ lý do gì. Nếu tôi xin chuyển chủ thì tôi sẽ không nhận lại được bất kỳ chi phí nào từ môi giới, phải bồi thường chi phí cách ly cho chủ sử dụng là 52.800 đài tệ, ký tên là không ăn. Em đã nắm rõ được nội dung bản công việc của em sang bên kia làm gì chưa? Rồi. Làm về gì em? Làm thi công bảo dưỡng giàn giáo, thanh cơ khí, ống bảo ôn, phun sơn, phun cát, chống rỉ, hàn vệ sinh khu vực làm việc. Vậy đơn hàng này là bán công xưởng nhé. Các em sẽ phải là làm các công việc do chủ sử dụng họ sắp xếp. Ví dụ như là thời gian mà trong khi đợi làm thẻ từ 1 đến 3 tháng, như cắt cỏ, trồng cây, vệ sinh nơi làm việc, thì các em phải phối hợp. Khi em làm thẻ nhanh xong, nhanh sớm thì các em vào xưởng làm việc sớm nhé. Thế được.